Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay mình quay trở lại nhà vườn của em Long Võ nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào Đông. Rồi, chào anh Thái nha, chào cô chú anh chị nha. Thì lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em clip vừa rồi nha. Thì hôm nay em cũng có một số hoa giấy, nói chung là đang lên hoa rất là rộ luôn nha cô chú anh chị. Đó, thì mong cô chú anh chị sẽ xem và ủng hộ nha. Thì địa chỉ ở vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784 694 419 nha. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên một cây này ba màu nha cô chú anh chị. Gồm red pizza nè, hồng tiết nè, tím tiết, ba màu. Ba màu siêu bông à. Dạ, ba màu siêu bông không nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m1. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 15 nha cô chú anh chị. Cây một cốt lắc của anh chị. Dạ, một cốt lắc lượng luôn, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Ba màu siêu bông. Đó, về là thấy bông không thấy lá luôn nha cô chú anh chị. Rồi thì mã số 1 này em xin giao lưu là giá là 350.000 nha cô chú anh chị. 350.000. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 1. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây tím bướm nha cô chú anh chị. Một cây tím bướm. Cái này em đo được chiều cao là 75, tán ngang nó là 70. Hoành là hoành 16 nha cô chú anh chị. Hoành 16, một cây tím bướm mã số 2 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho một cây tím bướm luôn, mã số 2. Rồi, tiếp theo mã số 3. Đây, mã số 3 là một cây ghép nhiều màu á, ghép nhiều màu nha cô chú anh chị. Tím bướm trắng tuyết đỏ lửa. Hồng gân. Dạ. Cam lửa, đỏ lửa, nói chung là 5-6 màu nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 90. Tán ngang nó là 85. Cây lá rất là mượt của anh chị em. Hoành là hoành 20 nha cô chú anh chị. Hoành 20. Đó, cây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nó đang chớm búp hết trơn luôn rồi. Rồi thì cây mã số 3 này em xin giao lưu là 370.000 nha cô chú anh chị. 370.000. Đây, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 3, 370.000. Nó giá trên là em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn rồi nha. Đó, ưu tiên cô chú anh chị nào mình lại vườn mình lấy số lượng nhiều nha cô chú anh chị. Đó, mã số 4. Dạ, mã số 4. Gồm đỏ lửa nè, mã lai nè. Bên đây là tím bướm, tím bướm đó nha cô chú anh chị. Ba màu. Mã số 4. Rồi cái này em đo được chiều cao là 65, tán ngang nó là 60. Hoành là hoành 18 nha cô chú anh chị. Hoành 18. Đó, một cây mã số 4 gồm 3 màu. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 320.000 của chú anh chị ơi. 320.000 cho một cây 3 màu đang chuẩn bị lên hoa nha cô chú anh chị. Mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây 3 màu tiết nha cô chú anh chị. Này có thêm phớt hồng sakura nữa cô chú anh chị ơi. Đây hồng tiết nè. Trắng tiết, tím tiết nha, 4 màu. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 80. Tán ngang nó là 75. Hoành là hoành 17 nha cô chú anh chị. Đó thì cây mã số 5. Cây 4 màu. Nó 3 màu tiết với 1 màu phớt hồng sakura nha cô chú anh chị. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho một cây mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Cũng là một cây nói chung là hôm nay là nhiều màu không nha cô chú anh chị. Cho hồng. Cô chú anh chị mình về mình chơi có đủ màu sắc luôn. Hồng gân, tím mã lai. Rồi cái này em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 80. Cây một rễ ha. Hoành là hoành 16 nha cô chú anh chị. Nó rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị ơi. Nó hồng tiết nè, trắng tiết nè, tím tiết nè, cam lửa, đỏ lửa, hồng gân, mã lai. Hồng luôn, 7 màu nha cô chú anh chị. Rồi thì cây này mã số 6 nha. Em xin giao lưu là 300.000. Mã số 6. Cây 7 màu nha cô chú anh chị. Đó, bên đây tím bướm nữa nè, mình chuẩn bị 8 màu luôn. Rồi, tiếp theo mã số 7. Đó. Vẫn là nhiều màu luôn, quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này em đo được chiều cao là 1m. Tay ngang nó là 80. Hoành là hoành 15 nha cô chú anh chị. Hoành 15. Nó cây mã số 7 nha cô chú anh chị. Trắng tuyết, đỏ lửa, dạ. Hồng tuyết, tím bướm, tím cam bướm. Lửa. Chung là lên rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Hồng gân. Dạ. Thì nói chung là tầm 6-7 màu đó cô chú anh chị ơi. Rồi thì cây số 7 này em xin giao lưu là 350.000 nha cô chú anh chị. 350.000 cho một cây một cốt 7 màu luôn.
rất là đẹp, 350 ngàn. Rồi tiếp theo mã số 8, cây này thì ba màu nha quý anh chị, làm trắng tiết nè, tím bướm và hồng lửa violet. Dạ violet nha quý anh chị, bốn màu dưới nè. Dạ rồi, cây này em đo được chiều cao là 70, tán ngang nó là 60, hoành là hoành 16 nha quý anh chị. Đó, một cây mã số 8 rất là đẹp luôn quý anh chị, bốn màu. Rồi cây này em xin giao lưu là 320 ngàn, 320 ngàn cho một cây mã số 8 luôn. Này là đầy đủ màu sắc luôn nha quý anh chị, mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9, mã số 9 là một cây ngũ sắc nha quý anh chị, nó gồm trắng nè, hồng, vàng, đỏ, bên đây là cam nha quý anh chị, đây màu cam đây. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1 mét, tán ngang nó là 75, hoành là hoành 21 nha quý anh chị, nó hoành 21 luôn. Một cây ngũ sắc thái 5 màu nha quý anh chị. Đó, rồi cây này em xin giao lưu là giá là 400 ngàn nha quý anh chị, 400 ngàn cho một cây mã số 9. Rất là đẹp luôn quý anh chị. Mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Đó, mã số 10 là một cây Timaret, hay còn gọi là lá ngọc cành vàng đỏ nha quý anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 70, tán ngang nó là 65, hoành 16 nha quý anh chị, hoành 16 nha. Rồi cây số 10 này em xin giao lưu là giá là 320 ngàn, 320 ngàn. Đó, rất là đẹp luôn quý anh chị, 320 ngàn cây mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11 nha quý anh chị. Đó, mã 11 là một cây nhiều màu tiếp theo. Rồi cây này em đo được chiều cao là 1 mét, tán ngang nó là 75, hoành là hoành 15 nha quý anh chị. Đó, đế thì nói chung là lắc lượng rất là đẹp luôn. Còn ở trên là ở 5 màu nha quý anh chị, trắng tuyết, dạ, cam lửa, tím bướm, đỏ lửa, hồng găng. Cái này 5 màu nha quý anh chị. Rồi thì cây mã số 11 này em xin giao lưu là 370 ngàn, 370 ngàn. Đó, cây này chia 2 tầng luôn nha quý anh chị. Đó, 370 ngàn cho cây mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Đó. Hồng gân đỏ lửa, tím bướm, trắng tiết. Này có trắng kép nè quý anh chị. Đó. Có hồng gân nữa. Rồi cây này em đo được chiều cao nó là 85, tán ngang nó là 70, hoặc là hoành 15 nha quý anh chị. Đó thì một cây mã số 12. Đó, rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi, mã số 12, một cây 5 màu. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 350 ngàn nha quý anh chị. 350 ngàn cho cây đỏ lửa, tím bướm nè. Nó trắng kép luôn. Hồng ra 5-6 màu không hết nha quý anh chị. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cây Golden Sunshine. Bồng rất là to đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m05, tán ngang nó là 80, hoành là hoành 19 nha cô chú anh chị. Đó, bông này nói chung là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi thì cây Golden Sunshine này mã số 13 em xin giao lưu là 380 ngàn, 380 ngàn nha cô chú anh chị. Bông nó rất là to đẹp luôn. Đổi màu ha. Dạ, đổi màu từ từ nha quý anh chị. Lúc đầu nó trắng, sau nó cam cam nè. Đó. Gà rất là đẹp luôn. Mã số 13. Rồi, tiếp theo mã số 14. Cam lửa, đỏ lửa, hồng gân, tím bướm. Đây trắng mã lai nữa nha quý anh chị. 5 màu. Dạ, 5 màu. Rồi, cái này em đo được chiều cao là 80, tán ngang nó là 70. Hoành là hoành 13 nha quý anh chị. Nó một cây 5 màu, mã số 14. Rồi cây này em xin giao lưu là 330 ngàn, 330 ngàn cái một cây mã số 14, 5 màu, rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 là một cây Red Pizza nha quý anh chị. Cây một rễ. Dạ.
Rồi cái nem đo được chiều cao nó là 75, tay ngang nó là 70, hoành là hoành 18 nha cô chú anh chị. Đây nó có hơi chạy da chút xíu nha, có gì em bớt cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cây số 15. Đó, cây Red Pizza. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 280.000 thôi nha cô chú anh chị. 280.000. Cây Red Pizza. Bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị, dòng này rất là siêu bông. Tết mình trưng màu đỏ luôn. Rất là đẹp. Mã số 15. Rồi, tiếp theo mã số 16 là một cây tím bướm. Rồi cái này em đo được chiều cao là 80. Tay ngang nó là 70. Hoành là 16 nha cô chú anh chị. Đó, một cây tím bướm mã số 16 luôn. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 300.000 nha cô chú anh chị. 300.000 cho một cây tím bướm mã số 16. Rồi, tiếp theo mã số 17. Tiếp tục là một cây nhiều màu. Đó, nay hôm lên nhiều màu cho cô chú anh chị mình về mình trưng. Nó Tết nó lên bông đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 70, tán ngang là 70. Hoành là hoành 15 nha cô chú anh chị. Hoành 15. Đó, cây này nó cũng lên là 5 6 màu nha cô chú anh chị. Đỏ lửa, cam lửa, dạ, tím bướm, tím trắng bướm. Tiết, trắng tiết. Bên đây có tím lửa nè. Đó. Rồi thì cây này mã số 17 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 17, em xin giao lưu là giá là 320.000, 320.000 cho cây mã số 17. Rồi, thêm 18. 18 là một cây này, là một cây ngũ sắc nha cô chú anh chị. Cam, màu vàng. Mà tính ra là 6 màu luôn cô chú anh chị ơi. Màu đỏ, trắng phớt hồng. Đây, có màu hồng phấn. Hồng phấn nữa nè cô chú anh chị. Đây. Hồng phấn thái của anh chị em, màu mới nha. Dạ, cây này là 6 màu luôn cô nha cô chú anh chị. Rồi cây này em đo được chiều cao là 90. Tán ngang nó là 75. Hoành là hoành 14 nha cô chú anh chị. Hoành 14 nha. Rồi thì cây này mã số 18. Đó, mã số 18. Rồi cây 6 màu này, 6 màu thái nha cô chú anh chị. Em xin giao lưu là 370.000. 370.000 cho một cây 6 màu thái. 370.000. Rồi tiếp theo mã số 19. Tiếp tục là cây nhiều màu. Dạ, trắng mã lai, cam lửa, tím bướm, đỏ lửa, đỏ lửa, hồng gân, hồng tuyết. Rồi cái này em đo được chiều cao là 80. Tán ngang nó là 75. Hoành là hoành 18 nha cô chú anh chị, hoành 18 luôn. Đó, một cây 6 7 màu luôn nha cô chú anh chị, mã số 19. Rồi thì cây này em xin giao lưu là 350.000. 350.000 cho một cây mã số 19. Rồi một cây 6 màu. Mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. Đó, nói chung cũng nhiều màu luôn nha cô chú anh chị. Đỏ lửa, ruby tím lửa, phớt hồng sakura, vàng thái. Vàng thái. Đó, có dưa hấu nữa nè cô chú anh chị. Đó, dưa hấu nữa là 5 màu luôn á. Rồi cái này em đo được chiều cao là 70, tán ngang nó là 80. Hoành là hoành 17 nha cô chú anh chị. Hoành 17 luôn. Nó mà thì một cây mã số 20. Cây 5 màu tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi cái này em xin giao lưu là 350.000. 350.000 cho một cây 5 màu. Mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 21. Trắng tuyết, hồng tuyết, phớt hồng sakura. Dạ. 3 màu. Rồi cái này em đo được chiều cao là 85. Tán ngang nó là 70. Hoành là hoành 14 nha cô chú anh chị. Đó, cây mã số 21. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 320.000. 320.000 cho cây mã số 21 nha cô chú anh chị. Nó đang lên bức rất là nhiều luôn, phớt hồng sakura. Rồi tiếp theo mã số 22. Một cây tím bướm à? Dạ, là một cây tím bướm tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi, cây này chiều cao là 75, tán ngang nó là 55. Hoành là hoành 13 nha cô chú anh chị. Hoành 13. Đó, rồi thì cây, một cây tím bướm này là này cây này nó hơi bị lỗi nha cô chú anh chị. Nó hơi bị chốc da. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 230.000 nha cô chú anh chị.
cây này nó hơi bị lỗi nha. Đó, 230.000 cho cây mã số 22. 230.000 thôi nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo. Mã 23. Là cây mã cuối cùng ngày hôm nay nha quý anh chị. Ba màu tuyết à? Dạ, ba màu tuyết. Đang lên hoa rất là nhiều luôn. Rồi, cây này em đo được chiều cao là 85. Tán ngang nó là 70. Hoành là hoành 17 nha quý anh chị. Nó thì cây mã số 23 này em xin giao lưu là giá là 370.000. Đó, 370.000 cho một cây ba màu tuyết đây, rộ hoa rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Rồi thì đây cũng là cây cuối clip nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cây kênh của anh Thái nha. Rồi thì hẹn cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn ha. Hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo nha, vườn em nông nha.